Ông Tổ Nghề Sơn, Nguyễn Sơn Hà, doanh nhân góp công lập quốc, từng từ chối chức bộ trưởng. Nguyễn Sơn Hà được biết đến như là một người khai sinh nghề sản xuất sơn dầu ở Việt Nam, là một trong những doanh nhân hàng đầu của Việt Nam thời Pháp thuộc. Doanh nhân Nguyễn Sơn Hà, 1894-1980, sinh tại huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, nay là huyện Quốc Oai, Hà Nội, trong gia đình có 7 anh em. Tên Sơn Hà là tên ghép chữ đầu của quê quán và nơi ông sinh ra. Lần gặp gỡ một nhà yêu nước ở Huế đã tác động sâu sắc đến doanh nhân Nguyễn Sơn Hà. Ông quyết định ra tranh cử hội đồng thành phố, tham gia tích cực các hoạt động của hội Chí Chi, hội Ánh Sáng, thành lập ban cứu tế, chi hội truyền bá quốc ngữ. Trong thời kỳ nạn đói hoành hành, trẻ em chết đói và mồ côi quá nhiều, ông bà Nguyễn Sơn Hà đã đứng ra thành lập trường Dục Anh để nuôi dạy các em bé mồ côi. Cũng từ ngôi trường Dục Anh này, có nhiều trẻ mồ côi đã trưởng thành, tham gia cách mạng hoặc trở thành cán bộ nhiều ngành nghề, đóng góp xây dựng đất nước những năm sau này. Trong tuần lễ vàng tháng 8 năm 1945 mà chính phủ phát động, ông Nguyễn Sơn Hà rất tích cực đóng góp tiền vàng. Ông cũng đứng ra vận động các nhà tư sản khác và nhân dân mọi tầng lớp tham gia. Với những đóng góp tích cực, ông được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng ảnh và Mặt trận Việt Minh cấp giấy khen. Sau cách mạng tháng 8, ông Nguyễn Sơn Hà trúng cử đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hải Phòng. Ông Hà cũng từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế sau cách mạng tháng 8, nhưng ông đã khiêm nhường từ chối. Ông cho rằng mình học ít, tài sơ, nên không dám nhận chức vụ quá to lớn ngoài sức mình. Đến tận bây giờ, ông Nguyễn Sơn Hà vẫn được nhớ đến không chỉ là một doanh nhân giỏi, mà còn là một người dân có lòng yêu nước sâu sắc với rất nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng cũng như xã hội của dân tộc Việt Nam. Hãy like và subscribe kênh Nghị lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.